Đây là bé bán hàng chứ? Lắm quần áo đẹp thế nhỉ? Ừ. Bán cả đồ trang trí Tết đây, đúng không? Thế bên này là ai bán? Hai chị em bán à? Ba chị em. Đấy, ba chị em hai quầy. Nào xem bán những cái gì nào đẹp này. Ui rồi, cái này trông giống vàng thế nhỉ? Ờ, đúng kiểu đấy. Cái này để trang trí Tết này, đúng không? Ghê lắm, vàng ghê nhỉ? Bao nhiêu một thỏi vàng này? Vàng mấy con chín đây? Vàng này phải 9 con 9 đây nhỉ? 9 con 9 này. À, còn pháo tét nữa này, để treo này. Đây là bóng bay này. Đây là túi. Túi đựng tiền hả? Túi này là hình con gì đây cháu? Ví. Ví đựng tiền mừng tuổi đấy, ví đựng tiền mừng tuổi đây. Để xem bà bán cái gì nào. Bà trồng được rau đây chứ? Rau đây. Đấy. Đây là gọi là rau gì đây bà? Rau xà lách đây nhỉ? Rau diếp. Vâng, đây rau diếp. Rau diếp. Rau này ăn sống được, nấu canh được nhỉ? Ăn lẩu nhúng nhỉ? À. Chợ này chợ mà một chợ quê nhưng mà rất là lắm thứ hàng ăn này. Đấy, còn chị này là bán hoa quả này. À, bán rau. Đây là bán rau, đây là hành, đây là khoai tây to thế nhỉ? Ừ, tỏi. Đây là đến chị này là bán em này là bán bưởi này. Bưởi này ngon không? Đây gọi là bưởi gì nhỉ? Bưởi diễn này. Bưởi diễn tức là mua ở Diễn Châu về. À, bưởi Lục Ngạn về hả? Ừ. Thế là mấy một quả? Mấy một chục? Đằng to là 10.000. À, đằng to 10.000. Thế đằng bé bao nhiêu? Đằng bé 7.000. À, đằng nào cũng ngon nhỉ? Này, mua cái này để lên xe để cho nó thơm. Quả tươi tươi này. Xong rồi để ăn dần nhỉ? Đỡ khát nước nhỉ? Được rồi, để tí nữa không đi một vòng xong rồi quay lại mua nhá. Để quay xem cái chợ này có những cái gì. À, chào hai ông bà. Đây là à, hai chị em à. Vâng, thế trông ông ấy trẻ hơn thì cứ chào thế. Vâng. Đây là hàng đồ khô này. Đây bắt đầu từ đây là cây, đây là cây nghệ nhỉ bà nhỉ? Đấy, nghệ này nấu cho bà đẻ là tốt lắm đây đúng không? Để hầm gà đây nhỉ. Thế còn đây là cái củ khoai mon rồi bà? Khoai mon. Và khoai này to, ăn bở lắm nhỉ. Đây là hành, các loại hành khô. Đấy. Bá bán ở đây hàng ngày chứ nhỉ? Rồi bán ở đây cũng được nhỉ, ngày kiếm triệu bạc. Ừ, ngày kiếm rồi 500 một triệu nhờ. Đó, được. Để phục vụ bà con. Rồi, đến hàng chị bán rau. Chào chị nhá. Đấy, các hàng rau thì cũng như rau kia này, ở đây còn có bí. Bí hồ lô. Đấy, bí hồ lô này đặc lắm này. Đặc ăn ngon đấy nhỉ. Bí ngon đấy. Rau muống này mùa này thì nó không lên được ấy nhỉ, nó không như mùa kia nhỉ. Nó rất là lên được, nhưng hai nó lên được. Vâng, mùa này nó nhưng mà lại ngon, đặc lắm. Rồi bên này cũng toàn hàng rau rồi. Đây xem khoai lang. Khoai lang này chắc ngon đấy. Khoai này bỏ đi. Bỏ đi bán gì? Bỏ ngon đấy. Vâng. Khoai này là trồng ở đâu về đây bá? Đấy là ở miền Nam. Ở Bình Thuận mang ra phải không? Đúng rồi. À, khoai Bình Thuận. Ngon đấy nhỉ? À, anh. Em đang đi em tham quan em xem đấy. À, đây của chị này. Thì cứ mua đi.
Rồi để đi đi tham chợ một tí đã. Đây là ngô. Đây là ngô ngọt này. Và ngô này luộc ăn ngon này, nấu lẩu cũng được đây. Đây là hàng ngô. Ồ, đây là hàng măng này, mộc nhĩ này. Mộc nhĩ này để nấu Tết đây nhỉ. Măng là nấu Tết này. Sao cái đấy nó cứng thế nhỉ? Sao cái gì mà nó cứng thế nhỉ? Đóng đá phải không? Đóng đá là đúng rồi. Lạnh quá, không độ. Lạnh không độ. Nó cứng. Đi ra xem mấy ông này bán trứng này. Vâng, đây là hàng trứng này, không nhận tiền mặt, chỉ quét mã thôi. Đây chỉ quét mã nhận chuyển qua tài khoản. Hiện đại. Đang xem bà bán hàng cá. Đây, tôm cá rất là ngon. Đây là cá chép. Ủa, cá chép này ngon nhỉ, con này phải mấy cân? Chép sông rồi em. Ôi xong rồi đây. Con này đúng. À vậy ghê. Đấy tôm này ngon đấy nhỉ. Tôm này nó phải ở nước sạch lắm nó mới sống được. Sông nước sạch mới sống được. Thế này mà thịt không khéo nó nhảy xuống ao này thì là câu ao thả chuồng. Thôi nhỉ, thì thả nhỉ. Hay là cứ thả mấy con xuống để làm giống rồi sang năm lại câu lại kéo. Để cân cho em con. Bán cho em con cá này. Cá nào chú? Cái làm hay mang về chú? Cái làm hay mang về chú? Cá đấy nướng ngon này. Chợ ở nhà này chủ yếu là bán các bà bán rau để phục vụ các bà con thôi, mấy công nhân ở xung quanh để chọn đấy thôi. Các bà buôn bán như thế này nhưng mà cứ bình thường một ngày là kiếm tiền triệu đấy. Chào bà hàng rau nhá. Vâng. Vâng, em đi em tham quan chợ một tí. Nào, ui tham quan đấy, quay đi nào. Vâng. Xong ui cái cún. Lên trên trên trời. Vâng. Đưa lên trên trời người ta biết. Ui. Cái gì ngon này, cái củ cải đấy. Củ cải đường này to thế nhỉ? Cải. Vâng, củ cải này luộc ăn ngọt. Con được ít lắm con ơi. Con ăn 2000 giờ đứng ít lắm. Thế là chị bán đến tận tối đúng không? Chuẩn bị bóng điện đây là biết rồi. 7-8 giờ. Lúc đấy công nhân mới đi làm về. Đấy lúc đấy là mấy công ty mới đi làm về, toàn nhân thân nhân công ty đâu. Bà ơi, qua đây chưa? Cái gì đây? Có cái chợ này tiện. Nhưng mà giờ gần này muốn không muốn cho ở đây rồi. Ơi, một quả đấy hả? Có cái chợ này phục vụ nhân dân không thì bây giờ toàn đi làm công ty 8-9, 7-8 giờ mới về, không có chợ này mua ở đâu được, đúng không? Ngày xưa cứ phải phóng lên mãi đầu cầu trên kia mới mua mấy cây số, vâng, mấy cây số mới đi được. Bây giờ cứ về qua đầu nhà là có các thứ đủ các loại, rất là tiện. Vâng, thích ăn cái gì có này, nấm này, nấu lẩu này, châu bò đủ các loại. Cái này mà xào thích. Mới cá chép giòn mà cơ mà. Cá tầm. Thì uống mấy lít rượu. Không thiếu cái gì. Đấy. Cá củ. Ăn gì em? Gà đây. Hành đây, gừng đây. Đây, chào bá. Thế nào bá bán những cái gì nào? Cá quả này. Cá quả này. Cá
cả chuối này, súp lơ này, cải bắp này, đấy, cải cuốn, đu đủ, gấc để làm ấy nhỉ, gấc để làm xôi, đủ các loại rau cải đây. Cái này ăn ngon này, cái này ngon. Cá ngồng này ngon lắm này, cái ăn lẩu ngon. Thế là các bác cứ bán đây từ sáng đến tối nhỉ. Xong thì thế sáng là người ta mang đến đây cho bá đúng không? Hay bá phải đi lấy? Phải đi lấy. Tưởng là người ta đi, người ta giải cái mình đỡ phải đi. Thế sáng đi là cũng hơi rét đấy nhỉ. Đi ra đây còn đánh bóng chuyền đây này. À. Ra đánh bóng chuyền xong bắt đầu mới đi lấy hàng. Lấy hàng trước xong đánh sau. À đây là về chờ đấy, chờ sáng. Chờ sáng là bán. Đấy, tức là khỏe. Khỏe người. Vâng. Tức là như thế là nó sẽ khỏe người. Mình phải vận động như thế. Thế là bán hàng này thì vừa kiếm được tiền vừa vui nhỉ. Yeah. Thế cứ thế thôi. Bà bán hàng nhá. Cháu quanh đường này. Đấy, chợ này chợ nông thôn nhưng mà lắm hàng lắm, bán nhiều các thứ. Tí nữa quay ra đây nào. Măng nấm. Chào em nhá. Đấy, đây là cô hàng cá này, cá này ngon đấy. Đây, đây là cá sông này. Cái này kho ngon. Tép sông đây nhỉ. Tép suốt đấy. Cái này kho ăn ngon lắm này. Thôi, bây giờ là chợ buổi chiều rồi. Quay một đoạn như thế thôi. Xin chào các bạn nhé. Mình video này mình cũng nghỉ ở đây rồi.